Ui, quá trời anh Hậu. Quá, quá ngon quá cả nhà. Nửa kia cả nhà. Hồi nó bò đi luôn rồi nha. Được. Nó lên lại đi. Đúng rồi. Ủa cả nhà, đang cháy quá nhà ơi nè. Bự bự hơn cái mặt của Tính á. Quá trời. Ngày mới Tân Bê Lộc chào khán giả, chào cô chú anh chị nha. Bữa nay mình tiếp tục hành trình đi câu cua của mình ha. Nhớ xem video cho một like, một chia sẻ, một đăng ký nha. Bữa nay mình câu cua nhưng mà mình tả nhá thôi cả nhà. Mình không có quay lại cả nhà. Mình chừng nào đi thăm á, mình quay cho cả nhà mình xem để mất thời gian cả nhà. Ngày mới mà cũng chúc các bạn, cô chú anh chị ngày mới luôn có nhiều sức khỏe nha. Rồi đi theo Tính câu cua nha. Đầu mình thăm cả nha, mình thả nãy giờ, giờ mình thăm nha. Ui gớt gớt chút nữa nè, dạng chảy luôn nè. Đâu ăn xíu hấp mồi nữa nè cả nha. Đã đi xá vô bên nhà xem nè, cua gạch ở đây nè. Ủa gạch đây luôn, đây luôn nha. Ăn xíu hết mồi luôn. Chắc còn mềm quá. Mềm rồi. Mềm, mềm. Mới lột. Ừ, thả mềm. Đúng không? Mới lột. Mềm. Càng đâu cả nhà, gạch gạch đây luôn, càng mất càng là. Chắc con chiến gùi em chắc vậy. Ừ. Chiến gùi mình thì cho nó có không
có mà bắt sâu quá như vậy hết càng ở nhà chơi không mày. Cười quá, hãy dành ăn với nhau. Tươi như là đầy lắm anh, tươi lên vàng à. Đâu đợt buộc đây ngồi em coi anh em. Ôi mới kẹp khủng với nhau nè. Ôi quánh lộn với nhau nha. Con càng lớn hơn, nó lớn hơn con kia. Cục mồi nhỏ mà có vỏ nữa nha. Giờ để lên hả à, mùi không nhà ha chưa thả ra không? Gặp chứ đi ngoài nó kìa.
khác nhau. Trời ơi. Nhà. Ngon lành luôn, đẹp thui luôn. Cựu chiến binh á. Cựu chiến binh biết ở đâu. Ừ, ngoe luôn. Cứng quá ta. Cứng quá. Bắn lên. Bắt đại đi. Nhà. Này dính y vậy không sao. Nửa ký á. Một con này nó bự nữa nha. Mà nó gầy càng. Gầy quá. Gầy càng nữa rồi nha. Gầy càng ngoài gì trơn. Cũng chết luôn. Nữa. Cô này chưa dính gạch đâu. Chưa dính nữa. Thả à, gãy luôn à. Ờ ơ ờ. Nè nó thẹo tà lưa chứ. Đúng anh cục. Ủa ôi ngọt
quá trời cả nhà ơi. Quá ngon quá cả nhà. Nửa ký cả nhà. Hồi nó bò đi luôn cả nhà. Lạ nó lên lạ đi. Đứng đi. Ừ, cả nhà. Đang cháy quá nhà ơi nè. Bự bự hơn cái mặt của Tính á. Quá trời. Cũng khiếp thật. Có dây bự á. Thấy ok đó nha. Quá trời. Đúng ký rồi nha. Doanh thu thu hoạch là sáng giờ cả nhà ha, mình câu cua sáng giờ cả nhà, đó, thu được mớ cua cả nhà, này cũng tầm tầm cũng cỡ 3 kg cả nhà, này cua ngon ngon không cả nhà, cua gạch không à, nè, gạch bự nè, gạch này, gạch này ngon cả nhà, nè, kiếm luôn, đó đây con gạch nữa cả nhà, gạch này mới vàng dữ nè, gạch không cả nhà, gạch nữa nè, thấy không, gạch không á, còn là gạch không cả nhà. Đó, tính kết thúc video tại đây nha, nhớ cho một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha. Cua này cua đực nữa nha, cua đực này cũng bự nữa nha. Tính xin hết ạ.